Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người lại tiếp tục chuyên mục bưởi Tết nha. Bưởi Tết thanh lý giá rẻ ạ. Cây này em Thủy bán 6 triệu đồng nha các bác nhá. 6 triệu thôi ạ. Cây này em Thủy bán giá cực kỳ rẻ luôn, 6 triệu thôi ạ. 6 triệu nha các bác nhá. Cây này vừa quả chín, vừa quả chín này, vừa lộc, lá xanh vừa lá non. Vừa quả xanh, vừa quả chín, vừa lá lộc non, vừa hoa nhá. Cây này rất là nhiều hoa lụa. Em chào anh Nano Kokumin. Cây này lá xanh này, quả vàng và lộc non rất là nhiều. Lộc non rất là nhiều nhá. Trần Trịnh Minh Quang, chị tìm cho em cây quất to với chị Thủy ơi. Bạn Trịnh Minh Quang ơi, nếu bạn mua quất thì bạn inbox vào Zalo cho mình nhá. Nát này bên này có quất này, nát mình qua mình xem cho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đây là khoảng 60 quả. Đây là khoảng 60 quả nha các bạn nhé. 60 quả sale giá 6 triệu đồng ạ. Cây này 6 triệu nha các bạn nhé. Cái chậu của mình là 3 triệu rồi. Cái chậu là 3 triệu rồi. Cái chậu 3 triệu rồi. Vườn sale là 6 triệu nhá. Giá lên xe tại vườn bắt đầu ưng cái này thì inbox cho em. Cây này cũng thoải mái cho mọi người chơi Tết rồi. Giá chỉ 6 triệu thôi nhá. Hàng bình dân cho các bác mà năm nay kinh tế khó khăn thì thôi mọi người mua cây bình dân này về chơi Tết cho em. Giá gì chỉ 6 triệu thôi. Cây này rất là bình dân luôn. Cây này bình dân để chơi. Cây này chơi 15. Bán cây không lấy chậu thì không lấy chậu, đánh chậu ra khỏi cây thì trừ cho được đi cho các bạn 3 triệu. Nhưng mà ngược lại thì nó rụng hết quả. Các bạn chỉ được phôi thôi. Thì được cái phôi không thôi. Được cái phôi cây không thôi. Đấy. Đánh quả, đánh cây ra khỏi chậu là nó sẽ rụng quả nha các bạn nhé. 4 triệu thì không bán được ạ. Cây này phải giá đúng giá 6 triệu. Bên em bán em đã sale ấy, sale là em báo giá lét luôn đấy. Cây này đúng 6 triệu này em bán nhá. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em. Ưng cây này nè. Cây này là chậu 1m4 nhưng 1m4 này. Cây này cũng 6 triệu này. Cây này chậu 1m4 nhưng 1m4 cũng 6 triệu này. Ship băng linh thì tùy vị trí băng linh nhá. Ship băng linh nếu em ship bằng xe tải 2 tấn 4 thì tầm 1 triệu tiền cước. Ship băng linh đấy. Về mọi người tự gọi xe lân hạ cây xuống. Đây, cây rất là đẹp này. Đây ạ. Cái này cũng là 6 triệu nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em ạ. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em là 0969162214 nhá. Bưởi Diễn nhá bạn nhá. Bưởi Diễn nhá. Xe còn ít xe lốt. Cây này này. Cây này nhá. Cây này nhá, cây này cũng sale này. Cây này cũng sale này. Đấy. Phải đâu mọi người nhá, mọi người đừng gọi điện cho em tầm này. Em đang phát live, em không đọc được điện. Em đang phát live, em không ấy được đâu. Em không nghe điện thoại đâu nhá. Quả có ăn được không? Quả nào quả thật thì ăn được nhá. Ví dụ như cái chùm này là ăn được này.
cái chùm lủng lẳng ở đây này. Đấy, cái hai quả lủng lẳng này là quả thật đã ăn được này. Quả lủng lẳng ở đây này, đấy là ăn được. Có quả thật thì ăn được, quả ghép thì không ăn được ạ. Cái này em bán 7 triệu rưỡi này. Cây này 7 triệu rưỡi. Cây này rất là sai quả, tại sao là mà em bán rẻ là cây này nó ít lá nhá. Cây này nó ít lá. Cây này nó ít lá nên em cũng sale nhá. Không chín nữa. Ăn được. Ăn được quả lùng nặng nó ăn được ạ. Quả thật, quả tự nhiên nó ăn được ạ. Cây này là 7 triệu rưỡi này. Cái này 7 triệu rưỡi, cái này cực kỳ sai quả luôn. Nhưng mà lá nó ít. Lá nó ít nên nhiều khách lại thích phải có lá, có lộc cơ, nhiều lá cơ. Cái này cũng lá ít này, vẫn còn này, vẫn còn tồn lại này. Thì thôi cũng sale là 7 triệu rưỡi. Còn dỗi với Tuấn cãi nhau từ hôm qua, nó nói chuyện thì đâu mà dỗi. 7 triệu rưỡi nha các bác nhá. 7 triệu rưỡi. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho em ạ. 10 triệu một đôi để đấy em mua. 10 triệu không làm gì được, bạn ơi trả mình thêm một tí đi. Cái này 7 triệu rưỡi này, đấy ngày hôm nay nắng rồi đấy. 7 triệu rưỡi gắn lên xe tại vườn, ngày hôm nay có lẽ thời tiết nó sẽ không bị khắc nghiệt như ngày hôm qua trời lạnh quá luôn ấy. Hôm qua mình đánh đào lên thường tín cho khách mà nó lạnh teo người luôn. Cái lạnh siêu rẻ này, cái lạnh siêu rẻ này các bác này. Mua cái này, cái chậu rất là to này. Cái lạnh là siêu rẻ này, đấy. Cái này siêu rẻ này, cả một chùm này là quả thật này. Cả một chùm này là quả thật này các bác này, rồi. Cả một chùm này quả thật là bổ ra là ăn ngon này. Cả một chùm này quả thật nhé các bác nhá. 92 bác xem nay cả một chùm này là quả thật là lùng lẳng này. Đấy, cái này là bể của nó là bể 1m6. Ủa bể to lắm. Cái này bể 1m6 này. Cái chậu này 4 củ luôn đấy, 1 củ làm sao mà mua được cái chậu. Mình đo kích thước chậu cho các bạn cái chậu này nhá. Các bạn hỏi cái chậu có 1 củ không nè. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1m này, 1m2 này, 1m4 này. Nha các bạn nhá. Đang phát live không nghe được điện thoại ai, các bạn đừng gọi ủng ông Mạnh vừa gọi tắt cả supply của mình. Cây xanh quang Mạnh nghe máy anh Mạnh kể chị. Vừa nghe rồi. Cây này 6 triệu này. Cây này chủ yếu bán cái chậu thôi. Cái cây thì cái chậu này mình nhà mình mua đã hơn 3 triệu rồi. Chậu 1m6 mà. Chậu này chậu 1m6 này. Thanh lý giá 6 triệu này. 4 triệu hoặc 5 triệu không shop. Đây 5 triệu đây. Đây. Cái này 5 triệu đi. Này. 5 triệu thôi. Có phải cọc chứ mọi người ơi, giá lên xe tại vườn cả chậu nhá mọi người nhá, giá lên xe cả vườn, giá cả chậu, giá bao gồm cả chậu ạ. Cây nó có chậu thì phải bán cả chậu chứ. Giá lên xe tại vườn bao gồm cả chậu nhá mọi người nhá. Giá lên xe tại vườn bao gồm cả chậu. Giá lên xe tại vườn chưa có ship nhá mọi người nhá. Chưa có ship nhá, báo giá mọi người, giá rẻ cực kỳ rồi đấy. Đấy. Đây cho các bạn cái này 5 triệu đi. Cho nó trôi hàng, đấy. Lên xe tại vườn nhá. Cây này này là 5 triệu. Ship Hải Phòng tầm 1 triệu rưỡi đấy. Ship Hải Phòng tầm 1 triệu rưỡi, tại cây này cây to. Em có một cây này nó cực kỳ đẹp luôn, em rất là thích nhưng mà quả nó ít. Có cây này em cực kỳ thích luôn nhưng mà quả nó ít này. Quả nó ít nhá, em nói luôn là quả nó ít ạ. Có, em có cây này cực kỳ đẹp luôn nhưng mà quả nó ít này. Dáng của nó dáng mẫu tử ạ. Chào anh Tuấn Phúc đây này. Cái dáng của nó dáng mẫu tử nhá các bạn nhá. Hàng một cốt dáng mẫu tử rất là đẹp. Tán ô. Hàng một cốt dáng mẫu tử rất là đẹp. Nếu cây này mà em làm mà bắt quả được nhiều, bắt quả mà đạt, bắt quả được nhiều, bắt quả đạt, thì nếu hàng này mà bắt quả được nhiều, bắt quả đạt thì bọn em phải bán mấy chục triệu không. Vì nó hàng một cốt hàng rất là đẹp. Nhưng mà có quả táo nốt ra thì nói. Hàng mẫu tử nhá. Nếu mà bắt được quả nhiều bọn em bán mấy chục triệu. Nhưng mà cái quả này bọn em bắt nó không một đạt đấy. Thì nó chỉ quả nó ít ít, nó vừa vừa, nó nắc đác, nó có quả thôi. Nhưng mà cây này có rất là nhiều hoa đấy mọi người nhá. Mọi người mua về mọi người vừa chơi hoa vừa chơi quả luôn. Vừa chơi hoa vừa chơi quả và được cái là nó cái dáng của nó, dáng dấp của nó đẹp thì mọi người sẽ chơi được lâu dài.
Cái này mọi người về mọi người sẽ chơi được lâu dài, mọi người hạ thổ xuống dưới đất trồng ở cổng hoặc trồng sân vườn, trồng biệt thự, cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này nếu bác nào nhiều bác mà để đi tìm để mua về trồng biệt thự sân vườn cũng hơi bị hiếm đấy ạ. Hiếm mà có cái một cái cây dáng rất đẹp như thế này. Cây này chơi cực kỳ lâu dài, chơi 15 20 năm, 100 năm cây này luôn ấy. Cây này các bác chơi Tết về xong các bác hạ thổ xuống đất, cái hàng cốt cây. Cái cốt cây của nó rất là đẹp, mà bên em sale cái cây này chỉ có 8 triệu giá lên xe tại vườn nhá. Cây này là 8 triệu. Cái cốt cây của cây này đẹp, phải bác nào chơi với cây các bác sẽ biết. Bạn ngốc cơ giới ấy, cái cây này là 8 triệu nhá. Cây này cực kỳ xứng đáng để chơi luôn. Cây này cực kỳ xứng đáng để chơi luôn. Nếu bác nào mà chơi cây là các bạn sẽ biết. Bạn nào mà chơi cây nhiều, các bạn nào chơi cây nhiều rồi đợt nào các bạn biết cái cây này các bạn mua về không phải chơi một năm đâu. Về các bạn chơi cây này không phải các bạn chơi một năm đâu, các bạn chơi nhiều năm luôn. Về có thể trồng hàng chục năm, hàng trăm năm luôn. Riêng với cái cây này, cái cốt cây của nó quá đẹp luôn. Cả chậu xiêm nha chị Loan Tồ nhá. Cả chậu xiêm luôn cả chậu ạ. Cây này bác nào mua về nhà bác, các bác có cái biệt thự. Có cái biệt thự đẹp, các bác hạ thổ xuống đất, các bác chơi hết Tết. Chơi hết nứa hoa Tết là đi. Chơi hết cái nứa quả Tết là đi. Xong là các bác hạ thổ nó xuống dưới đất nhá. Quả nó thưa nhưng vẫn đủ để chơi Tết. Quả nó thưa nhưng nó vẫn đủ quả để chơi Tết nha các bạn nhá. Một quả về các bác hạ thổ đã trồng thành cái cây cảnh quan sân vườn và chơi trăm năm luôn, riêng cái cây này. Cây không sâu mục, không mục rũa gì cả. Thân cốt cây đẹp này. Quả là toàn quả tự nhiên nhá. Cái cây này nhà em không bắt được quả ghép. Đây là cái quả trên cây là hoàn toàn là quả tự nhiên luôn. Cây này bọn em không bắt được quả ghép, này là ít quả, đều quả tự nhiên trên cây ạ. Đều các quả đung đưa tự nhiên là cây là quả tự nhiên trên cây nhá. Đá 8 triệu thôi. Chậu xấu, chậu không phải chậu xấu đâu. Mà sơn cái màu này các bác thích em sơn lại màu khác cho. Muốn sơn chậu màu khác sơn lại chậu màu khác cho, nhà có sơn sẵn mà. Đây. Cả hai phía tán của nó nhá, bên này thì hơi ngược sáng. Cây này là cây dáng mẫu tử nhá, dáng mẹ bồng con. Bên trên là dáng cái tán thẳng đứng lên gọi là mẹ, còn cái tử ở bên dưới là con. Đây gọi là dáng mẹ bồng con, dáng mẫu tử, dáng mẹ con đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn này. Vừa hoa vừa lộc, vừa lá xanh vừa lá non. Cây này vừa lá xanh vừa lá non nha mọi người nhá. Cây này vừa lá xanh vừa lá non này, hoa này. Đây là hoa này nhá. Đây là hoa này. Cây này của nhà em thì em không bắt quả ghép mà toàn quả thật thôi. Cây này nhà em không bắt quả ghép mà toàn quả thật thôi ạ. Quả thật thì nó ít nên nhà em sale nhá. Đây một ít quả ghép này, quả rất là rắn này. Đấy, quả rất là rắn này. Đây quả ghép này, cái tử nó cũng có quả nhá. Chỉ cái là quả nó thưa thôi. Đây là chùm hoa này. Đấy, có xe vận chuyển ở Thái Bình nhá các bạn nhá. Cây này toàn quả thật và rất là nhiều hoa này. Em trèo lên cây em quay cho các bác nhá. Cây này là xác định là mình mua về là mình chơi được trăm năm luôn. Em khẳng định với các bác luôn. Hoa rất là nhiều này. Hoa rất là nhiều. Hoa này. Đấy, chậu 1m4 nhưng 1m4 nhá các bạn nhá. Hoa này. Hoa lộc lụ rất là nhiều, cây đẹp mà. Cây đẹp mà toàn quả thật đây, quả thật nhá. Đây là quả thật này, ăn được nhá. 8 triệu Bình Dương có ship không? Bình Dương cái này em chắc là em không ship được Bình Dương được vì cây này ship ở Bình Dương rất lặng cước. 8 triệu tiền cây nhưng chắc là nó phải 8 triệu tiền cước vì cây nó cao ấy. Cây nó cao không đi đứng nó phải đi nằm. Phải đi nằm mất hai khoang là 8 triệu tiền cây, còn khi hơn chục triệu tiền cước là em không nhận cước ship Bình Dương. Cái này em chỉ bán cho các bạn miền Bắc thôi ạ. 8 triệu giá lên xe tại vườn nha bạn Mr. Long nhá. Đây này. Quả rất đẹp mà toàn quả thật đấy nhá. Đây là quả thật đây này. Quả thật là bổ ra ăn rất là ngọt nha các bạn nhá. Quả thật là bổ ra ăn rất là ngọt ạ. Rất là nhiều hoa luôn. Đang đâm rất là phun rất là nhiều lộc, nhiều hoa. Cái này nhiều hoa, nhiều lộc, nhiều nụ này, quả xanh này. Quả xanh vừa quả chín này. Vừa hoa vừa lộc vừa lụ này, hoa này. Đấy, cái này cực kỳ xứng đáng để trồng. Cái này xứng đáng để cho các bác mua nhá. Quả thì nó vẫn đủ để cho mọi người chơi Tết, nó không sai thôi. Ship Nghệ An 3 triệu. Cây cao này phải đi nằm, tốn nhiều diện tích lắm. Cây này là cây cao nhá, nó cao phải 5 6 mét đấy, 5 mét đấy. Cây cao này đi nằm nha mọi người nhá, không đi đứng được. Cây cao này đi nằm đấy. Ship Nghệ An cái này phải tầm 3 triệu rồi. Ship Phú Thọ hơn 2 triệu bạn ơi. Ship Phú Thọ hơn 2 triệu tùy xem chỗ nào Phú Thọ. Cây này thực sự là rất xứng đáng để chơi. Cây này các bạn mua xác định mua về để chơi trăm năm luôn.
Riêng cái cây này nó đẹp như thế này, để tìm được một cái cốt cây đẹp như thế này rất là hiếm. Các bạn nhìn, cây này là cây đẹp nhất trong vườn vào thời điểm hiện tại luôn. Vào thời điểm này các cái cây này thân này, các bạn nhìn này, làm sao nó được đẹp bằng cái cây đấy được. Mặc dù cây này bán rồi này, đấy, mặc dù những cái cây này này em cũng đang sale này, nhưng em khẳng định luôn là cái cây này là cây cây trăm năm luôn, trồng trăm năm. Cây này em bán 8 triệu ạ, cây này 8 triệu. Cây này dáng dấp, nó chủ yếu là cái dáng dấp mua cái cốt cây nhá. Các bạn, nếu mà bạn nào mua cái cây này, các bạn xác định là mua cái cốt cây, bởi vì cái cốt cây nó rất là đẹp. Cốt cây là dáng của nó dáng mẫu tử, dáng mẹ bồng con, dáng mẹ bồng con rất là đẹp. Bạn nào có biệt thự sân vườn rồi, chơi hết Tết các bạn hạ thổ xuống đất cho em. Bác nào có biệt thự sân vườn rồi, chơi hết Tết các bác hạ thổ xuống dưới đất cho em. Mà bác nào đang làm sân ấy, chuẩn bị về nhà mới làm sân ấy, các bác đào một cái hố ở giữa sân. Đào một cái hố ở giữa sân trồng cây này thì xuất sắc luôn. Đào một cái hố ở giữa sân trồng hạ thổ cây này xuống đất thì xuất sắc luôn. Đến sang năm nữa nó tự ra quả. Cây này rất là khỏe. Do cái này nhà em không ghép được quả nhá. Do cái này nhà em không ghép được quả nên là chỉ bắt được cần này quả thật thôi. Hải Phòng chiều có cây luôn nhỉ? Hải Phòng chị lấy thì inbox cho em nhá. Inbox số điện thoại của em là 0969162214. Nếu mà lấy thì chiều nay ship được luôn. Nếu mà lấy thì chiều nay ship được luôn. Cái cây này là cái form cây này đây, em không nói dối đâu mà. Giá 8 triệu ạ, giá 8 triệu lên xe tại vườn. 8 triệu là không có cước vận chuyển nhá mọi người nhá. Cước vận chuyển nó tùy size gần, mọi người cứ inbox cho em. Cốt cây quá là xuất sắc. Bây giờ mà đi tìm làm sao đi tìm được cái cốt cây này. Có bọn em bán cái thanh lý cái cốt cây lại chỉ có 8 triệu. Bây giờ qua cây khác nhá, những cây các cái cây như này này là chơi, mọi người xác định là chơi là chơi quả thôi. Tức là vừa chơi quả vừa chơi dáng dấp thôi, chứ còn nếu mà xét về cái kia thì cái cây kia là dáng của nó cực kỳ ok. Ship Thanh Hóa cây đấy 2 triệu anh nhá. Ship Thanh Hóa 2 triệu em không bao ship được. Đã lên xe tại vườn thôi. Cây đấy đẹp mà. Cây tiếp theo này. Chậu vuông 1m2 x 1m2. Cây tiếp theo chậu vuông 1m2 x 1m2 giá 7 triệu rưỡi ạ. Cây này là 7 triệu rưỡi nhá anh Huy Khánh nhá. Cây này 7 triệu rưỡi này. Chậu vuông 1m2 x 1m2, cái này nhiều quả này. Đấy, cái này rất là sai quả, rất là đẹp này. Chậu vuông 1m2 x 1m2. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em ạ. Ưng cái này thì chốt đơn cho em. Chậu vuông nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1m này, 1m2 này. Chậu vuông 1m2 x 1m2. Anh Mr. Long ơi, anh mua hàng thì nhắn tin cho số điện thoại của em ở đầu kênh ấy. Số điện thoại của em là 969162214 ạ. 969162214 nhá mọi người nhá. Mọi người thêm số 0 đằng trước vào. 969162214. Cái này là 7 triệu rưỡi này. Cái này 7 triệu rưỡi này. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em này. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này 7 triệu rưỡi này, các bên khác người ta bán cây này phải hơn chục triệu, nhưng bên nhà em bán cái này có 7 triệu rưỡi thôi. Đấy. Rất là đẹp bởi vì nó vướng. Nó vướng nhá, nó vướng mà. Đấy. 7 triệu rưỡi. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. 919692214 ạ. Em còn một cây to đẹp tiểu cảnh này. Cho các bác nào mang đi biếu này, để em bảo thợ nhà em ra. Em bảo thợ nhà em ra giải tiểu cảnh nhá. Đây là làm tiểu cảnh rồi nhưng mà bóc cỏ ra, hôm vừa rồi thiếu cỏ nên là bóc cỏ của cái cây tiểu cảnh ra này. Đấy, quả rất là sai luôn. Cây tiểu cảnh này em bán 9 triệu này. Anh Mạnh ơi, giải cỏ vào đây cho em quay cái cây này cho nó đẹp cái thật là. Giải cỏ vào đây đi. Đây. Cái này là 9 triệu này. 9 triệu là cả tiểu cảnh nhá. Và cỏ. À. Rất là sai quả, nhiều quả. Cái này 9 triệu này. Đấy. Tiểu cảnh nam rồi.